Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Shop Hải Thịnh Hà Nội. Thời gian vừa qua ấy, thì có mình có nhận được một số cái cuộc gọi của một số bạn hỏi mua những cái âm ly mà để ghép và tận dụng vào những cái loa công suất nhỏ, loa máy tính hoặc là những cái loa của bộ dàn đồng bộ LG, Sony, Samsung mà các bạn hay mua ở siêu thị ấy, thì sau một thời gian sử dụng thì nó hay chết cái đầu ấy, thì thường nó không sửa được hoặc là sửa nó chi phí nó cao, thì rất là nhiều bạn bỏ đầu đi, và còn cái hệ thống loa thì dùng tốt thì rất là phí, và trong cái đó những cái loa đấy thì công suất nó nhỏ, nó không phù hợp để ghép vào những cái âm ly thông dụng hơn, công suất nó lớn rất là dễ cháy. Thì là nhiều bạn hỏi mình là mình mới quyết định là mua một ít cái âm ly chuyên để đánh loa nhỏ, đánh vào những cái loa đồng bộ đấy. Hôm nay thì về được một con trước, thì mình sẽ quay video cho các bạn với con này, là cái con Onkyo, ký hiệu là Onkyo NR365. Con này là size 36 các bạn nhé, size 36 chứ không phải size 43 thông dụng đâu, size là size 36. Công suất nhỏ, nó chỉ có mấy chục watt một kênh thôi. Vừa có thể dùng, các bạn vừa có thể dùng được súp điện mà vừa có thể dùng được súp hơi. Đó, cái này nó sẽ chuyên để lắp cho vào những bộ dàn như vậy. Đấy, thì các bạn lưu ý, còn những cái bạn mà những cái bộ dàn của các bạn đồng bộ mà bị hỏng cái đầu đấy thì thường là súp hơi, mà súp hơi thì lại không ghép được vào những cái âm ly thông dụng phổ thông. Mình quyết định mình mua một ít âm ly này về, chuyển về, và hôm nay là về đã quay video cho các bạn luôn. Con này thì giải mã đến DTS-HD các bạn nhé, QHD, DTS-HD, có đầy đủ các cổng kết nối, là có đến 4 cổng HDMI. Đấy, cổng cáp quang, cổng coaxial và cổng AUX, và phía trước là sẽ có cổng USB để các bạn nghe nhạc WAV bình thường. Hàng về thì sẽ có điều khiển zin này các bạn này. Điều khiển này thì là hơi khó sử dụng một chút vì nó là tiếng Nhật. Đó, nó là Nhật, nhưng mà mình nghĩ thì cũng không phức tạp lắm, thì bấm một vài lần cũng sẽ quen thôi. Ký tự rất là phổ thông. Đó. Thứ hai nữa thì nó phím hơi nhỏ, mình bấm thì đang dùng cái điều khiển to nó quen, cầm cái này nó hơi nhỏ, bấm nó hơi khó bấm chút thôi. Còn lại là không vấn đề gì cả. Điều khiển thì nó tương xứng với cả cái đầu nó size 36. Dày thì khoảng 10 phân, 9 phân mấy á. Đó. Thì có điều khiển này, có quyển sách này. Sách này thì về cũng chỉ nặng thêm cân trả thêm phí thôi, chứ cũng chẳng giải quyết được cái gì cả cái này. Thì thực ra thì các bạn cần đọc tài liệu, các bạn lên trên mạng á, các bạn tải cái manual của nó về, nó có tiếng Anh hết, đọc mấy cái này thì cũng chẳng có tác dụng gì cả. Có về cho nó vui thôi. Đó, thì mình đang test cho các bạn phim, và máy nó nhận đang QHD đây rồi, chữ nó hơi nhỏ. Chỗ đây mình sẽ quay gần cho các bạn xem nhá. Đấy, nó chữ rất nhỏ là QHD. Đấy, đang chạy cổng HDMI, cổng tên là PC, và đang phát phim đây. Đấy, đang chạy không mất này. Vẫn như mọi khi thôi, mình test phim là test âm ly là test đúng chức năng của nó, đúng chức năng, nhiệm vụ và các cổng kết nối. Đó, con này thì các cổng kết nối như vậy. Ngoài ra nó sẽ có một cổng mạng nữa, nhưng mà mình vừa test qua thì nó chỉ sử dụng cái để cập nhập cái firmware, và nó nghe cái radio của bên Nhật. Đó, chữ lòng ngoằng run rế của chữ Nhật thôi, nó không có chức năng AirPlay. Đấy, đọc không chưa thấy, gọi là mình chưa thấy. Đấy, cắm vào thì nó chỉ xác nhận được là kết nối mạng, và cần nó nhận được một nhận dạng một số kênh radio của Nhật, chỉ vậy thôi. Đấy, mình xin nhắc lại là cái này thì phục vụ cho các bạn nào mà có cái bộ dàn mini, bộ dàn xem phim đồng bộ 5.1 mà bị hỏng cái đầu. Đấy, còn hệ thống loa thì lắp âm ly vào là chuẩn luôn, vì đó là âm ly này nó có đường súp hơi, thì các bạn tận dụng được nhé bạn nhé. Ngoài ra nó chỉ có cái đặc biệt là như vậy thôi, còn tất cả thứ tính năng nó y chang âm ly bình thường. Mình chỉ test cho các bạn những cái chức năng chính là bây giờ bắt đầu. Đó.
Đấy, phim đấy thì các bạn nhận rồi, mình vừa đảo dây cái thứ là các loa nó kêu kêu hết, và hiện tại giờ thì mình đang giữ lại là khoảng 3 loa, là loa phông và loa center, và loa đang kêu là kêu tốt. Đó. Máy về là đẹp các bạn nhé, mặt biết là không vỡ không xước, mặt này là mặt nhựa. Cũng tương tự như các âm ly xem phim bình thường thì nó cũng có các chế độ xem phim, chế độ xem phim và chế độ nghe nhạc stereo, thì các bạn bấm vào đây các bạn nghe, các bạn thấy đấy, nó nhận Dolby Full HD mà, thì nó sẽ báo cho mình biết là Dolby Full HD thôi, thì giống như ở trên này thôi. Đó. Và ngoài ra thì các bạn không thích thì các bạn chuyển nó về stereo, như này là 5 kênh stereo này. Đấy, các bạn ấn đây. Đó, đây các cái chế độ xem 5.1. Như này là 5 kênh stereo này. Các bạn bấm đây thì nó ra mono. Đây chế độ xem phim chuẩn. Còn các bạn là muốn chuyển nó về 2 kênh, không muốn nghe giả lập âm thanh 5.1 chẳng hạn, thì các bạn bấm vào bên music này. Đó, về nó thêm một chức năng stereo nữa là 2 kênh để các bạn nghe nhạc. Ngoài ra chỉnh bass chép thì các bạn phải vào menu của nó nhé. Đó, đúng vào menu của nó này. Đó, các bạn bấm vào nút này. Nút đây. Thì ở trên màn hình TV nó sẽ hiển thị lên này. Thì các bạn chọn số audio, ok vào. Các bạn chỉnh bass chép bình thường. Thế thôi. Nó cũng tương tự các âm ly khác thôi mà. Còn về cái này setup thì các bạn bấm vào menu của nó thì nó ra setup đây. Thì các bạn bấm OK vào thì nó cũng giống các âm ly khác, các bạn lựa chọn và các bạn chỉnh. Nó sẽ tương ứng ở bên tay phải luôn. Thì các bạn thay đổi cái gì các bạn thay đổi. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Về phim thì là mình đã test rồi nhá, đã test này, đã thử hình ảnh cho các bạn luôn này, máy đã nhận dạng tốt các định dạng file phim, và đến bây giờ mình sẽ thử cho các bạn cái cổng USB thì các bạn cứ cắm cổng USB vào, nhớ để cho mình định dạng với port 32 và các bạn bấm cái cổng USB trên khiển. Nó sẽ chờ một lát nó sẽ nhận ra. Thì các bạn bấm lên xuống, rút lên xuống này để các bạn chọn bài các bạn nghe thôi. Cái này mình sẽ nhắc các bạn luôn, máy nó có hai cổng USB, nó sẽ có hai cổng USB, thì khi các bạn bấm nút cổng USB ấy, nó sẽ có ký hiệu là F và R, tức là USB đằng trước và USB đằng sau, phông rear. Đó, đây mình bấm thử này, đây các bạn nhìn này, cái R là cổng USB đằng sau, các bạn ấn lần nữa, F này là phông, nó ở đằng trước. Đó, để chọn phát USB ở phía đằng nào mà, thì khi các bạn chọn đúng cổng các bạn chờ nó chạy thôi, nó nhận ra, nó nhận định nhận dạng thôi, và các bạn bấm chạy bình thường.
đó là cổng USB này. À, và nữa là mình sẽ thử luôn cho các bạn nè, vì đang tiện test cái máy MD cho bác ở Thanh Hóa thì tiện đang cắm dây đây, mình bật luôn cho các bạn luôn cổng MD, đầu cổng AUX. Đó, cổng AUX các bạn nhé, mình đang test cổng AUX này, đang tiện là đang tiện test cái đầu và test cái đầu MD bán cho bác ở Thanh Hóa để tiện dây mình thử luôn cho các bạn cổng cổng AUX luôn, của âm ly luôn đó. Ok. Rồi, mình sẽ quay ra phía sau cho các bạn xem nhé. Tắt máy này. Mình sẽ quay ra phía sau và quay bên trong máy cho các bạn. Con này vẫn chạy sò các bạn nhé, vẫn chạy sò. Đó. Đấy, một cổng cáp đồng trục này, hai cổng cáp quang này, cổng USB đằng sau này, cổng internet để nghe nhạc mạng này. Đó, còn đây là các cổng AUX vào. Đó, đây cổng dây out cho súp điện này. Đó, súp điện thì mình rút dây được trước này, rút dây ra luôn. Test vừa test xong rồi. Đó, còn đây là cái cổng súp hơi này, cổng này cổng súp hơi các bạn nhé, nó ghi rõ là súp hơi này. Đấy, hai cổng này cổng surround, cổng center và hai cổng loa phông. Đây là mình đấu ba loa rồi này, ba loa rồi, cổng súp hơi, hai súp điện đây, dây ta giới thiệu súp điện. Bên này là các thông số kỹ thuật này, điện 100V, công suất tiêu thụ là 150W. Made in Malaysia. Đây, số máy nhá, số máy là 4485E. Đó. Các bạn nhìn đằng sau này cũng rất là đẹp luôn, không có xước sát gì đâu. Đây, chạy sò các bạn nhé. Ruột gan trắng tinh. Chạy sò than luôn nhé. Mấy con máy nhỏ này là hay hay chạy IC lắm, STK ấy. Mấy con đấy thì mình cũng hạn chế mua. Ví dụ như bọn Đơn Ông ấy là rất hay chạy STK. STK thì nó có cái dở là khi mà các bạn sử dụng ấy, vì trong quá trình sử dụng mà chẳng may hỏng hóc ấy là sẽ khó thay thế. Máy móc sạch sẽ nhá, mên vỉ xanh lét, sắt xi trắng. Cách kiếc đẹp, không vỡ. Mặt này là mặt nhựa các bạn nhé. Đó. Mình đã test cho các bạn xong rồi, là về giới thiệu qua về chức năng này và cái cách thức sử dụng này, rồi là các test các cổng HDMI, cổng AUX và cổng USB. Đó. Thì bạn nào có nhu cầu thì liên hệ mình theo số 0919386767. Địa chỉ đến nhà
xem hàng mua trực tiếp là 301 đường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội nhé. Mình ship CD cả nước thì các bạn vui lòng đặt cọc cho mình và mình sẽ ship qua Viettel đến tận nhà cho các bạn luôn. Các bạn có thể được mở khu dùng ra xem và thanh toán tiền. Đó, mình xin dừng video ở đây. Bạn nào nhu cầu liên hệ mình nhé. Có gì chưa biết thì hoặc là cần hình ảnh thêm ấy thì nhắn qua Zalo cho mình gửi thêm. Bạn nào có nhu cầu liên hệ với mình. Kể trong nội thành Hà Nội mình ship đến miễn phí nhé. Mình cũng nhắc lại rất là nhiều lần, trong nội thành Hà Nội mình sẽ ship đến miễn phí, không cần cọc. Các bạn cứ liên hệ trực tiếp, báo địa chỉ với mình sẽ ship đến hỏa tốc đến luôn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn các bạn vào video tiếp theo. Xin chào các bạn.